cậu bé đã nhìn thấy chú chó đang chảy rãi, nhưng vẫn cố tình treo miếng thịt hun khói trước mặt nó, bỗng nhiên nhận ra nó không với tới được, còn cố ý hạ sợi dây xuống thấp nhất, chỉ cần chú chó dám nếm thử một miếng, ngày mai, cậu bé sẽ có lý do để giết nó. Nhìn cậu chủ nhỏ bước vào phòng, chú chó quả thật bắt đầu nhấp nhổm khi thấy miếng thịt trước mặt. Sáng hôm sau, cậu bé liền vội vàng bật dậy khỏi giường, anh ta đã nhấc khẩu súng săn lên, sẵn sàng bắn hạ con chó. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, cậu liền sững sờ, không ai ngờ được rằng con chó già lại có thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Trước mặt anh là miếng thịt hun khói còn nguyên vẹn, dù đã thay đổi quan điểm về những việc nó đã làm trước đây, nhưng cậu bé vẫn không định giữ nó lại. Anh ta từng định nhân cơ hội để đuổi nó đi, nhưng hôm đó lại xảy ra một sự cố bất ngờ. Cậu bé và mẹ đang lên núi đốn củi, em trai không ngờ lại chơi đùa cùng gấu con, còn níu chân không cho nó đi. Gấu mẹ cứ ngỡ con mình bị bắt nạt, chỉ vài bước đã lao tới như bay. Khi anh trai nhận ra thì đã quá muộn. Coi chừng, ngay lúc tình thế hiểm nghèo nhất, chú chó vàng già kịp thời đến nơi, nó chắn trước mặt cậu em trai, nhất quyết không cho con gấu lại gần. Trông thấy nó hầm hầm hung dữ, con gấu đen sững sờ hoàn toàn, nó hoảng sợ đến mức suýt lộ ra hình dạng con người. Nó đứng lên định mở miệng chửi con chó, thôi thôi, đứa con này tôi không cần nữa. Nói xong, nó liền lủi thủi rời đi. Cậu bé chưa bao giờ cảm thấy vui đến thế. Lúc đó anh ấy mới nhận ra mình đã tìm thấy một báu vật. Sau khi đưa em trai về nhà an toàn, mẹ vừa có một phen khiếp đảm, nếu không có con chó vàng già giúp đỡ, e rằng lần này khó mà thoát khỏi hiểm nguy. Oeller cũng đã trở về sau khi chiến thắng vang dội, thấy cậu chủ nhỏ bình an, nó mới yên tâm. Sau khi trở về, anh ấy không còn nhắc đến việc đuổi Oeller nữa, cả gia đình càng lúc càng yêu quý nó hơn. Đến tối, Oeller dường như cảm thấy cô đơn, nó lấy hết can đảm rón rén bước vào phòng. Ai ngờ lần này anh trai thấy được, nhưng không những không xua đuổi nó đi, cậu còn gọi nó lại gần. Cứ như vậy, nó nằm ngủ giữa hai anh em, còn anh trai thì lại yêu thương nó không rời. Thật khó tưởng tượng rằng vài ngày trước, anh ấy còn định giết chú chó. Vì hôm đó anh trai đang cày ruộng, bỗng nhiên phát hiện một chú chó hoang đang đuổi theo con thỏ rừng, và chính con chó hoang đó là Oeller. Ban đầu, anh không để tâm, nhưng không ngờ con thỏ này lại thoát thân, nó bỗng lách qua dưới bụng con la nhà mình, con la liền hoảng loạn trong chớp mắt, thế là nó kéo cậu bé chạy như điên. May mắn là cậu bé kịp buông tay nên mới thoát hiểm, nhưng trang trại lại bị làm cho tan nát, cuối cùng, ngay cả con la cũng chạy mất. Anh trai buồn lắm, bố vừa mới đi được một ngày, anh ấy đã biến nhà cửa thành ra như thế này, nhưng không ngờ rằng, lúc này, con chó vàng già lại dám quay về. Anh trai tức giận nhặt viên đá ném về phía nó, nhưng Oeller lại nằm lì ở nhà không chịu đi. Hơn nữa, em trai cậu rất thích nó, có nói gì cũng phải giữ nó lại, đó chính là lý do anh trai muốn loại bỏ nó. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Oeller đã trở thành một thành viên trong gia đình. Ban đêm họ sẽ cùng nhau thức canh, bắt những kẻ trộm ngô trong ruộng. Ban ngày, mẹ và anh thường làm việc đồng áng. Nó nhận lãnh nhiệm vụ bảo vệ cho em trai, thậm chí còn có thể bắt cá về cải thiện bữa cơm gia đình. Cả nhà ngày càng yêu thích nó hơn. Hôm đó còn bò sữa trong nhà bị mất, mẹ bảo anh dẫn chó ra ngoài tìm kiếm. Oeller lần theo mùi và mau chóng tìm được con bò sữa. Và bên cạnh nó còn có một sinh linh bé nhỏ nữa, hóa ra bò mẹ vào rừng để sinh con. Cậu bé bế chú bê con định quay về nhà, thế nhưng cảnh này lại bị mẹ bò phát hiện. Nó tưởng rằng con người định làm hại con mình, vì thế trong cơn giận dữ xông thẳng về phía cậu bé. Cậu bé đang chạy trốn thì bất ngờ ngã xuống, thấy con bò sắp lao tới. Đúng lúc đó, Oeller kịp thời xuất hiện, nó lao tới tấn công, quật ngã con bò cái hai lần liền. Con bò cái đứng lên rồi, không dám quậy phá nữa, nó chỉ biết lặng lẽ nhìn cậu bé bế đứa con của mình. Thế là, dưới sự bảo vệ của Oeller, cậu bé đã dẫn hai con bò về nhà một cách suôn sẻ. Nhưng do đứa con không còn ở bên cạnh nữa, vừa về đến nhà, bò mẹ lại bắt đầu bồn chồn lo lắng. Cậu bé muốn vắt ít sữa bò, cũng bị nó đá bay đi. Đành vậy, anh ta đành phải thả Oeller ra. Chỉ thấy con bò sữa vừa mới giây trước còn cuồng loạn như điên, nhìn chú chó từng bước tiến tới, giây tiếp theo, nó trở nên ngoan ngoãn như một con mèo. Oeller nghiêm nghị nhìn chú bò, xem chuyện gì đang xảy ra với nó nào. Cơn giận ban nãy tan biến, để mặc cho cậu bé vắt sữa dưới chân mình. Cả gia đình ngày càng không thể thiếu Oeller. Không ngờ hôm đó lại có một người đàn ông đến nhà. Anh ta nói rằng chú chó của mình đã bị mất, hỏi họ có từng gặp qua chưa. Cậu bé dường như đã đoán ra điều gì đó mà cậu không muốn thừa nhận, nhưng người mẹ hiền lành lại bảo con trai dắt con chó đến. Anh ta đành phải làm theo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Oeller đã thấy người đàn ông ấy. Quả nhiên, nó phấn khích lao tới, nhìn cảnh chủ và cún cưng nhận ra nhau, thật ấm lòng. Cậu bé lặng lẽ rơi lệ, những ngày bên nhau. Thực ra, trong lòng Oeller đầy ắp tiếc nuối. Trước khi đi, nó từng bước quay đầu nuối tiếc. Đúng lúc đó, cậu em trai không chấp nhận nữa, liền nhặt viên đá lên rồi ném thật mạnh vào mông con ngựa. Con ngựa đen hoảng sợ hất văng người đàn ông xuống đất. Anh ta vô cùng tức giận. Sao con lại ném đá vào người khác, không thấy xấu hổ à? Anh ấy dám mang chó của con đi, con sẽ ném anh ta ra ngoài. Người đàn ông bật cười trước sự đáng yêu của chú nhóc, nhưng ngay giây sau, anh ta lại cau mày bảo em trai đi chỗ khác. Cậu em rụt rè tiến đến trước mặt anh ta. Người đàn ông trông thật nghiêm nghị, trong chớp mắt, trò nghịch ngợm của em trai bị phá tan. Nhưng người đàn ông lại không làm khó đứa trẻ. Anh ta lần theo tiếng động, thò tay vào túi quần của em trai và lôi ra một con cóc, muốn trao đổi để giữ chú chó lại đây. Về việc này, dĩ nhiên em trai hoàn toàn đồng ý. Mẹ và anh trai nhận ra lòng tốt của người đàn ông, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt đầy biết ơn. Khi sắp đi, anh ấy còn nhắn nhủ với anh trai rằng, gần đây, bầy sói trong rừng đều bị nhiễm bệnh dại, không con mồi nào sống sót sau khi bị cắn, dặn họ nhất định phải cẩn thận.
Nhìn người đàn ông nhân hậu như vậy, anh trai cũng ghi nhớ việc này trong lòng. Ngày hôm sau, anh ta mang theo chú chó vàng đi săn, chuẩn bị sẵn sàng lương thực cho mùa đông. Thật may mắn cho họ khi gặp một đàn lợn rừng. OL lao nhanh về phía chúng, sau đó bằng sức mạnh của một con chó dồn bầy lợn rừng vào góc chết. Một con trong số đó vẫn muốn chạy trốn, bị OL cắn một cú. Lúc này cậu bé cũng không rảnh rỗi, anh ta cầm dây leo lên cây, liền chớp lấy cơ hội ném sợi dây xuống. Không ngờ anh ta thực sự bắt được một con lợn rừng. Thấy vậy, cậu bé liền muốn kéo nó lên, nhưng anh ta đã quá xem thường sức mạnh của con lợn rừng. Giây tiếp theo, cậu lại bị kéo xuống dưới. Đàn lợn rừng bất chợt trở nên náo động, cậu bé vội vàng đứng dậy định rời khỏi chốn thị phi này. Không ngờ lại bị con lợn rừng vừa rồi cắn chặt vào ống quần. Tiếp đó, họ lao vào cắn xé dữ dội. Dù cậu bé có đá thế nào, nó vẫn không chịu nhả ra. Ngay lập tức, tình hình trở nên nguy hiểm tột độ. Cậu bé chỉ biết bất lực gọi tên OL. Nghe thấy tiếng động từ ngoài hang, chú chó vàng lớn lập tức cảnh giác. Chẳng kịp nghĩ ngợi, anh lao thẳng vào đàn lợn rừng. Thấy chủ gặp nguy hiểm, nó lao thẳng đến con lợn rừng và cắn phập vào. Điều này cũng tạo cơ hội cho cậu bé trốn thoát. Anh ta nhanh chóng chạy đến nơi kín đáo, vừa thoát chết trong gang tấc, ngắm nhìn vết thương trên chân đang không ngừng chảy máu, cậu bé đau đến nghiến răng. Tiếp đó, anh cắn răng chịu đựng nỗi đau khủng khiếp, cuộn chiếc khăn quanh bắp chân, tạm thời cầm máu lại rồi. Không ngờ vào lúc ấy lại phát hiện ra rằng đàn lợn rừng đã ảo ra hết rồi, nhưng mãi vẫn không thấy bóng dáng của OL. Cậu bé chợt có dự cảm xấu, anh ta không màng đau đớn chạy ra cửa hang, chỉ thấy OL nằm trên mặt đất thoi thóp thở, trên người có nhiều vết cắn dài. Cảnh tượng này làm cậu bé sợ hãi, cậu nuốt lệ động viên chú chó già đứng dậy, sau đó dùng chiếc áo để sơ cứu vết thương của nó. Để phòng tránh lợn rừng quay lại, cậu bé bảo OL bò vào trong hang trước, như thế sẽ ít phát hiện hơn. Nhìn thấy OL đau đớn, cậu bé cảm thấy vô cùng xót xa, anh ta hứa với nó rằng sẽ quay lại ngay để cứu. Cuối cùng, cậu dùng vỏ cây để che lấp miệng hang, anh ấy lê từng bước chân khập khiễng trở về nhà để tìm cứu viện. Rất nhanh, cả đại gia đình đã có mặt đầy đủ. Con Kền Kền ngửi thấy mùi máu quanh quẩn ở cửa động, họ dỡ bỏ lớp vỏ cây. May mà OL vẫn chưa chết, nhưng vết thương dữ tợn đó đã làm mẹ hoảng sợ kinh hồn. Cô vội bảo đứa con trai rút một sợi lông đuôi từ con la, tiếp đó khéo léo sâu kim bắt đầu khâu vết thương cho OL. Dường như nó đã cảm nhận được nỗi buồn của chủ nhân, lẽ ra nó phải được an ủi, nhưng ngược lại nó lại an ủi chủ nhân của mình. Sự hiểu chuyện của chú chó khiến người ta không khỏi xót xa. Sau khi khâu xong vết thương, họ nằm miếng ván gỗ được con la đưa về nhà. May mắn thay người và chó đều hồi phục rất nhanh. Chẳng bao lâu, cả cậu bé và chú chó vàng đều khỏi bệnh. Nhưng ngay lúc đó, trong nhà lại xảy ra một chuyện lạ. Chỉ thấy con bò sữa như đã uống phải rượu, đi đứng cũng bắt đầu loạng choạng. Người mẹ rất lấy làm lạ, vẫn còn nghi ngờ liệu con bò sữa có bị thương ở chân không. Nhưng cậu bé ngay lập tức nhận ra rằng nó đã bị bệnh dại, bởi vì tất cả những triệu chứng của con bò sữa, mọi thứ đều đúng như người đàn ông trước đã nói. Để bảo vệ gia đình, cậu bé giương cao khẩu súng săn trong tay. Tiếng súng vang lên, cậu đã kết thúc cuộc đời cần mẫn của con bò sữa. Để ngăn chặn sự lây lan của vi khuẩn, tối hôm đó, mẹ chuẩn bị thiêu hủy xác con bò sữa. Hai anh em được để lại ở nhà, không ngờ bỗng nhiên nghe thấy tiếng mẹ kêu cứu. Anh trai vội vàng cầm súng săn lao tới, chỉ thấy OL đang chiến đấu với một con sói hoang. May mà có nó, mẹ vừa thoát khỏi nanh vuốt của con sói dữ. Khi cậu bé chạy đến, cậu nâng khẩu súng lên để chuẩn bị trợ giúp, nhưng vì chúng ở quá gần nhau, cậu bé hoàn toàn không biết nên bắn hay không. Nhìn OL dần dần rơi vào thế yếu, sắp bị sói hoang cắn chết, cậu bé không còn quan tâm đến gì nữa mà giương súng săn lên. Một viên đạn đã trúng chính xác con sói hoang. Nhìn OL nằm bất động trên mặt đất, cậu bé hoảng hồn. May mắn thay, nó nhanh chóng đứng dậy và từ từ phục hồi. Cậu bé cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một người, một chú chó, tận hưởng niềm vui đoàn tụ sau khi vượt qua thử thách sinh tử. Nào ngờ đâu, mẹ bỗng chợt nhận ra điều gì đó. Chúng ta thật may mắn, con trai ạ. Nhưng OL thì không may mắn như vậy. Nó bị cắn nhưng vết thương không nghiêm trọng lắm. Không có con sói nào tỉnh táo mà không sợ ngọn lửa lao về phía chúng ta. Con sói đó phát điên rồi. Chúng ta phải giết nó, nếu con không nỡ. Mẹ ơi, nghe con nói này, OL vừa cứu mạng gia đình chúng ta, nó cũng từng cứu con và em trai. Chúng ta không thể làm như vậy, chúng ta vẫn chưa biết được nó có bệnh hay không. Con có thể đặt nó vào một chỗ kín và chờ xem. Cuối cùng, dưới sự kiên trì không ngừng của cậu bé, mẹ đồng ý nhốt chú chó lại trước, quan sát một thời gian rồi hãy quyết định. Hai tuần sau, họ đến thăm OL, chỉ thấy OL rất khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng. Thấy như vậy, cậu bé đề nghị thả nó ra ngay bây giờ. Mẹ bảo thời gian ủ bệnh của bệnh dại tối đa là một tháng, tới lúc đó thả nó ra cũng chưa muộn. Cuối cùng, một tháng cũng đã trôi qua, OL vẫn bình an vô sự. Để ăn mừng việc nó sắp được tự do vào ngày mai, tối hôm đó, cậu bé đã cắt ít thịt muối mang đến cho nó ăn. Vừa mở cửa, nụ cười trên gương mặt cậu bé liền tắt ngấm. Chỉ thấy rằng OL dường như chẳng còn nhận ra mình nữa, trông dữ tợn như chó sói, nhưng trong mắt lại long lanh ngấn lệ, dường như biết rằng mình không nên hành xử như vậy. Cậu bé nhận ra nỗi đau của OL, vậy là anh ta giả vờ như không nhìn thấy gì. Như thường lệ, cậu mang cơm cho OL, rồi anh ấy rời đi.
Sau khi về nhà, cậu bé cũng vờ như không có chuyện gì xảy ra và nói rằng mọi thứ với Oyler đều ổn, nhưng mẹ lại nhìn ra ngay con trai đang nói dối. Cậu bé biện hộ cho chú chó, dẫu là sinh vật gì đi nữa, bị nhốt trong một không gian chật hẹp suốt một thời gian dài, tính khí sẽ trở nên nóng nảy. Em trai lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, vào lúc nửa đêm liền lẻn ra ngoài để thả Oyler, nhưng cậu ấy lại không nhận ra chú chó đã không còn là Oyler của ngày xưa nữa. Khi đứa trẻ nghịch ngợm chuẩn bị mở cửa lồng, may mắn thay, mẹ đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Nhưng sau lần này, chú chó không còn chỗ trú thân trong ngôi nhà này nữa. Anh trai nhìn chú chó vàng trong lồng, chỉ thấy ánh mắt nó, chút thiện lương cuối cùng cũng tan biến, giờ chỉ còn lại sự hung tợn và bạo lực. Cậu bé không muốn tin nhưng nước mắt đã rơi. Lúc này, mẹ từ trong nhà mang ra một khẩu súng săn. Chuyện này hết hy vọng rồi. Nó đang chịu đựng nỗi đau. Con biết chúng ta phải làm như vậy mà. Con hiểu rồi, mẹ ạ. Nhưng đó là con chó của con sẽ tự làm điều này. Cậu bé từ từ đón lấy khẩu súng săn từ tay mẹ, rồi anh ấy nhắm thẳng vào Oyler, người bạn cũ từng gắn bó sớm hôm. Sau đó anh ta do dự mãi, cuối cùng cậu đã bóp cò